vụ lúa bị ngộ độc phèn sẽ có biểu hiện như thế nào? Cần phải làm gì khi cây lúa đang bị ngộ độc phèn? Nội dung cụ thể sẽ được giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ hướng dẫn chi tiết. Chào bà con nông dân và các bạn xem đài. Cái chủ đề ngày hôm nay tôi muốn trao đổi với bà con là cái cách để chúng ta xử lý cây lúa bị ngộ độc phèn. Thì bà con thấy rõ là trên tay tôi á, cây lúa mà bị ngộ độc phèn á, nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe cây lúa rất dữ. Cái chuyện bà con thấy cái lá không? Nó bị tím bầm như thế này là do nó vừa ngộ độc phèn, tức là sắc nhơm, mà đồng thời nó lại có cái triệu chứng thiếu lân. Vì trên đất phèn nó cũng thiếu lân. Và bà sẽ con xem cái rễ như thế này nè. Cái rễ nó không có mọc dài, nó mượt mà nó rất là thô. Cái rễ này rất là thô. Và thậm chí như vậy là nó ngù trở lại cái các cái chóp rễ này, nó không có, nó kém phát triển. Nên cái việc mà hấp thu dinh dưỡng của nó cũng bị hạn chế. Nên chính vì vậy khi mà bà con mình gặp cái trường hợp mà cây lúa của mình bị ngộ độc phèn như thế này á, là tức tốc chúng ta phải có cái biện pháp để mà xử lý nó ngay. Vậy trước tiên bà con làm gì? Cái chuyện trước tiên là bà con phải xả bỏ cái nước phèn ra khỏi ruộng của mình. Giống như là mình uống rượu vậy đó. Khi mà thấy bị ngộ độc rượu rồi là móc ói ra để bà bỏ cái độc chất rượu nó ra đi. Có nghĩa là ở đây bà con phải thoát cái nước ruộng, nghĩa là độc chất ở trong cái nước ruộng của mình ra khỏi ruộng của mình. Mà muốn thoát ra khỏi ruộng của mình á, thì bà con phải có những cái gọi là cái rãnh nước. Thì trong những cái chương trình chúng tôi cũng đã trao đổi, bà con có thể tìm và xem lại cái cách làm rãnh nước. Bây giờ chính nhờ cái rãnh nước đó, khi mà bà con thoát phèn á, thì không phải là thoát cái phần ở trên nước mặt không, mà nước nằm ở trong đất, bởi vì nó cứ vẫn phèn, nó nằm ở trong đất mà, nó sẽ trịnh ra mấy cái rãnh phèn đó để mà nó đi ra khỏi ruộng lúa của mình. Và bà con mình cũng phải lưu ý là khi mà thoát phèn như vậy thì chúng ta khi mà vừa thoát xong thì bà con khoan hãy cho nước vô liền. Bà con đợi nước ở trong nó rịnh ra. Có thể là cái nó hơi răng nhẹ cái mặt chút xíu nữa rồi bà con mới cho nước mới vô trở lại. Cái đấy là cái mình gọi là cái cách làm mà rẻ tiền nhất để mà chúng ta xử lý cái việc đầu tiên là bỏ các độc chất phèn ở trong cái ruộng lúa. Nhưng mà nói vậy chứ nó ra không có hết đâu. Bởi vì cái độc chất nó vẫn còn mắc kẹt ở trong đất. Nên cái chuyện tiếp theo là bà con mình phải có cái biện pháp để mà hóa giải một số cái độc chất sắt nhơm cũng như là cái pH thấp nó còn lại ở trong cái ruộng lúa của mình. Như vậy thì mình hóa giải được bằng cách nào? Thì nếu được thì bà con có thể dùng vôi. Vôi thì có thể 1 công 1.000 thước vuông, bà con có thể bón vào khoảng cỡ chừng 20 kg hay là 30 kg đó cũng được. Bởi vì cái vôi thì nó giúp cho cái việc gọi là nâng cái pH lên, nên cái độc chất sắt nhơm nó sẽ bị kết tủa xuống trở lại, tức là nó không còn hòa tan ở trong cái nước ruộng của mình. Còn thêm nữa đó là bà con tiếp tục là phải sử dụng cái gọi là cái phân lân. Cái phân lân thì bà con có thể bón ở một cái liều lượng là gấp đôi so lại với bình thường một chút. Bởi vì lân nó có cái điện tích gọi là âm tính, mà cái độc chất sắt nhơm của mình thì dương tính, nên khi mình gặp âm cộng dương cái là hai cái đó nó kết hợp lại với nhau là chất sắt không có còn gây độc cho cái hay là nhơm gây độc cho cây lúa của mình. Nói vậy chứ bà con mà tự mình mà trộn vôi lại với lân vô á, thì lại vôi với lân nó lại cũng kết với nhau, nó làm mất cái tác dụng, nên khi mình đưa vô ruộng lúa nó cũng khó. Nên bà con có thể dùng một cái loại mà phân bón mà người ta đã làm sẵn. Như ở công ty cổ phần phân bón Bình Điền thì người ta có cái phần gọi là cái đầu trâu mặn phèn. Thì ở trong đó nó có cả cái canxi, nó có cả cái lân và có cả cái chất silic. Bởi vì cái silic nó cũng giúp cho cái cây lúa gia tăng cái sức chống chịu phèn. Nên chính vì vậy đó mà bà con nếu như thấy rằng cái việc tổ hợp vôi lân của mình khó thì nên sử dụng cái loại mà phân người ta trộn thẳng sẵn như thế. Và ở trong cái loại phân này tôi biết là nó cũng có cái chất đạm, thì để cho cái giúp cho cái cây lúa phục hồi được nhanh sau khi mà giải tán các cái độc chất này. Còn về mặt liều lượng á, thì bà con coi cái hướng dẫn ở trên bao bì thì người ta có chỉ dẫn cái đó. Và sau khi mà bà con đã hóa giải một số độc chất ở trong cái ruộng lúa rồi thì tiếp theo thì bà con có thể là cường sức cho cái cây lúa của mình. Thì bởi vì khi cái cây lúa mà nó bị ngộ độc như thế là nó bị một cú sốc, giống như mình uống rượu vậy đó, là
Rồi sau khi mà bị xây rồi thì cơ thể bị sốc dữ lắm, nên bây giờ mình phải hóa giải các cái độc chất sốc ở trong bản thân của cái cây lúa. Thì chúng tôi hy vọng rằng trong một cái chương trình nào đó chúng tôi sẽ trao đổi với bà con mình cách sử dụng một cái hormone prasinolit để mà hóa giải cái độc chất sốc ở trong cây lúa. Thì sau khi bà con áp dụng ba cái cách này rồi, trong vào khoảng cỡ chừng dài 3 ngày sau đó, bà con ra ruộng, bà con nhổ cái cây lúa lên. Nếu như thấy mà những cái rễ trắng mới phao mà nó mọc thẳng ra như thế này rất là nhiều, như là ở trên một số cái cây lúa mà chúng ta sau khi xử lý rồi thì nó sẽ làm gì đó, tức là trong đất của mình nó giảm độc chất, cây lúa nó trở nên khỏe ra, nó bắn được cái rễ trắng ra trơn, thì lúc đó coi như là chúng ta đã thành công trong cái vấn đề xử lý ngộ độc. Còn nếu như mình thấy cây lúa nó vẫn nín, nó không chịu ra cái rễ trắng, thì như vậy là có thể là cái độc tố ở trong đất như vậy là vẫn còn ở đó, nên cái rễ lúa nó ra không được, cây lúa không khỏe. Thì tôi đề nghị bà con có thể lặp lại một lần nữa, rồi sau đó chúng ta kiểm tra lại. Thì hy vọng rằng với cái cách làm như vậy, nó sẽ giúp cho cái cây lúa của mình chống lại cái sự ngộ độc phèn trong cái điều kiện đất canh tác của mình ở đây. Chúc bà con thành công. Cách xử lý ngộ độc phèn ở ruộng lúa: thoát bỏ cạn nước trong các rãnh phèn, sau đó bơm nước mới vào ruộng. Cây lúa nhỏ có thể bón vôi 20-30 kg một công 1.000 m². Bón phân đầu trâu mặn phèn từ 5-10 kg một công 1.000 m². Sau vài ngày nhổ lúa ở nhiều vị trí khác nhau trong ruộng, quan sát rễ. Nếu chưa có rễ mới màu trắng mọc ra, bón phân lân như đầu trâu DAB, Smart Greens, khoảng 5 kg một công 1.000 m². Phun hormone prasinolit để hóa giải stress, chống chịu ngộ độc cho lúa. Nếu lúa vẫn chưa có rễ mới, phải lặp lại cách làm trên.